mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Miss Universe 2023 được tổ chức ở nơi nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ. Thảo Nhi Lê sẽ ra sao? Sáng ngày 15 tháng 1 giờ Việt Nam, chung kết Hoa hậu Hoàng Vũ 2022 diễn ra tại Mỹ với sự tranh tài của 84 thí sinh đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Vượt qua hơn 80 cô gái từ các quốc gia, đại diện đến từ Mỹ đã đăng quang ngôi vị cao nhất của cuộc thi Miss Universe 2022. Ngay trong cuộc thi, ban tổ chức Miss Universe cũng thông báo El Salvador sẽ là nơi tổ chức vòng chung kết Miss Universe 2023. Đáng nói, điều này đã gây sốc cho toàn bộ fan sắc đẹp nói riêng và netizen nói chung. Bởi lẽ, El Salvador hiện là quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất trong nhiều thập kỷ. Với tỷ lệ sát hại phụ nữ đang đà tăng cao, El Salvador đã trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất hành tinh đối với phụ nữ. Hàng năm, có gần 500 phụ nữ bị giết hại tại đất nước này và khảo sát cho thấy cứ 10 người phụ nữ El Salvador thì có đến 4 người từng bị bạo hành tình dục trong đời. Đơn cử năm 2017, El Salvador đã xảy ra đến 468 vụ sát hại phụ nữ, tức khoảng 18 giờ xảy ra một vụ. Một thành viên thuộc tổ chức bảo vệ quyền lợi phụ nữ trước bản ghi danh những người bị sát hại. Như vậy, việc tổ chức Hoa hậu Hoàng Vũ được tổ chức tại El Salvador đã khiến số đông khán giả cảm thấy lo sợ cho tính mạng và sức khỏe của các người đẹp vì tình hình chính trị bất ổn tại đất nước này. Nhưng trong clip giới thiệu, chủ nhà Miss Universe 2023, đích thân Nayib Bukele, tổng thống đương nhiệm của El Salvador, là người xuất hiện trong clip công bố El Salvador là nước chủ nhà cuộc thi Miss Universe Hoa hậu Hoàng Vũ 2023 diễn ra vào cuối năm nay. Nayib Bukele, một doanh nhân và từng là thị trưởng của thủ đô San Salvador, được người dân nước này bầu làm tổng thống El Salvador vào năm 2019. Sau khi được bầu làm tổng thống, ông Bukele đã thành công trong việc giảm một nửa tỷ lệ tội phạm giết người tại nước này bằng các chính sách mạnh tay với tội phạm. Trong video, ông nhấn mạnh rằng El Salvador đang trở nên an toàn hơn để tiếp đón bạn bè quốc tế. Nở gót Ngọc Châu, Á hậu 1 Miss Universe 2022 Việt Nam Lê Thảo Nhi sẽ là người đại diện quốc gia để tham dự đấu trường nhan sắc này. Do đó, Thảo Nhi Lê sẽ lên đường đến El Salvador chinh chiến cho màu cờ sắc áo Việt Nam. Nhiều khán giả còn đùa vui rằng, thay vì cho Thảo Nhi đi training tại Philippines hay Mỹ, thì hãy để cô ấy vào training tại các trường quân đội. Và thay vì trình diễn áo tắm, thì họ yêu cầu ban tổ chức cho các cô gái trình diễn áo chống đạn cho mùa thứ 72 của Miss Universe. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.